giảm cân bao nhiêu mày nghĩ nhất Việt Nam? Trời ơi, có an toàn không trời? Không có an toàn sao dám bán chị? Trời ơi, thật sự luôn á. Đây là những sản phẩm về sức khỏe mà, về thực phẩm chức năng uống vào trong cơ thể mà, thật sự nếu như mà không an toàn á, thật sự là em không dám bán đâu mấy chị ơi. Và cái sản phẩm giảm cân của Như á, nó có tới 3 tờ giấy để mấy chị an toàn lắm, chứ không phải là một tờ giấy đâu. Thứ nhất là nó có một cái tờ giấy khai sinh được gọi là giấy công bố của Bộ Y tế được cấp phép ra thị trường. Cái thứ hai là nó có giấy phép quảng cáo được Cục Thực phẩm ở Bộ Y tế kiểm định và cấp phép, tức là cái giấy quảng cáo đó các bạn có thể đi trên các phương diện truyền thông đại chúng được quảng bá rộng rãi về sản phẩm vì đã được chứng thực là một sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Cái thứ ba nữa là bên Cục Hình sự vừa trả kết quả phân tích là sản phẩm không có chất tributamin cũng như là không có chất cấm gây ung thư đó cho cái sản phẩm vị đào này. Và thật sự Như hợp tác với nhà máy thì Như cũng đã ký hợp đồng rất rõ ràng với nhà máy, và Như cam kết là không vì lợi nhuận mà đưa bất kỳ cái chất nào vào trong cơ địa của mọi người để khiến cho mọi người giảm nhanh mà nó không an toàn đâu mọi người. Và tại sao mọi người hỏi Như, ủa đó, sản phẩm giảm cân nó nhạy cảm quá mà tại sao em dám bán, thì Như chết rồi. Như mới nói với mọi người là vì Như đã tìm hiểu rất lâu, và các bạn thấy nếu như mà Như bán thì đã bán rất lâu rồi, mà tại sao 2 năm rồi Như mới bán nó, là tại vì trong hành trình 2 năm đó Như đã phải tìm kiếm rất là nhiều sản phẩm, và Như cũng đã thử nghiệm rất là nhiều sản phẩm, và để cuối cùng tìm ra một sản phẩm chỉ sau có 3 tháng thôi, giúp mình là từ 70 mấy gần 80kg mà bây giờ chỉ còn 64kg. Và sau 2 năm trước Như cũng mày mò, nhưng cuối cùng là bị tăng cân lại và không có bao giờ mà có thể thoát khỏi hai từ là nhỏ đó, nhìn như khủng long. Ôi tủi thân lắm mọi người. Và khi mà cái sản phẩm này được gửi đến, Như dùng nó Như cảm thấy thích. Tại vì sao? Một ngày Như quay phim rất là nhiều luôn, và Như phải đi làm việc rất nhiều, mà cho dù Như uống cái sản phẩm thì Như cảm giác một điều, đó là cái sự mà Như tìm kiếm bấy lâu đó là nó không gây cho Như cảm giác bị mệt, nó không gây cho Như cảm giác khó chịu, và đặc biệt là nó giúp cho Như vẫn ăn được. Ví dụ như Như ý thức được là buổi sáng Như phải ăn là Như vẫn ăn rất là ngon miệng, Như không có cảm giác là đồ ăn dở, Như ăn vẫn được mọi người. Và buổi trưa Như vẫn ăn, buổi chiều Như vẫn ăn bình thường. Và cái giảm cân này Như nhắc lại nha, uống thời gian đầu các bạn giảm không có nhiều đâu, nhưng khi các bạn đã hợp với thuốc rồi á, các bạn giảm rất nhanh và giảm rất khủng khiếp luôn. Đây, cái của nó trong như nước lọc nha mọi người. Cái chất của nó trong như nước lọc và cái vị của nó rất là ngọt, nó như là ly trà đào mọi người mua ở tiệm vậy đó. Cho nên khi mọi người uống cảm giác nó rất là dễ chịu, và mọi người ngủ được, ăn uống bình thường, ăn bình thường chuyển hóa vào trong cơ thể để chuyển đổi thành năng lượng làm việc rất là tốt. Người ta gọi là giảm, nhưng mà giảm khỏe, giảm sâu là như vậy đó. Cho nên khi các bạn đã có ăn uống rồi thì các bạn có bỏ thuốc đi chăng nữa thì cơ địa của các bạn cũng đâu có một cái phản ứng đó là ăn bù trừ đâu, mà các bạn sợ là nó mập lại. Và được mệnh danh là rẻ nhất Việt Nam nữa mọi người nha. Không chỉ an toàn mà còn rẻ nhất Việt Nam. Tại vì sao? Nó có bán lẻ một gói chỉ có 48.000 cho người dùng thử trải nghiệm. Các bạn có bao giờ thấy giảm cân nào bán 48.000 gói lẻ cho các bạn từng gói chưa? Chưa đúng không? Tại vì chúng tôi tự tin sản phẩm chúng tôi chất lượng, nên các bạn mua về một phát là các bạn ghiền luôn, là phải mua ngay liệu trình. Và tôi tự tin là tôi không lấy tiền của các bạn oan. Các bạn bỏ ra 1 triệu, 2 triệu mua về xài không hiệu quả, không ai hoàn tiền. Nhưng mà tôi thì các bạn xài 48.000 không hiệu quả, tôi cũng trả 48.000 cho các bạn. Mà nếu các bạn thấy 48.000 đó bỏ ra xứng đáng, bỏ ra 480.000 mua một hộp 15 gói 480.000 cũng xứng đáng luôn. Đó là những gì mà Nguyễn Huỳnh Như luôn gửi đến cho tất cả mọi người. Và hãy comment ngay cân nặng của mọi người ở bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất từ nhân viên, chuyên viên tư vấn của Nguyễn Huỳnh Như nha. Cảm ơn mọi người.